Sự cạnh tranh trong làng giải trí Hoa ngữ vốn đã luôn khắc nghiệt, thêm vào đó, số lượng diễn viên trẻ gia nhập ngành ngày một tăng, sức cạnh tranh sẽ ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, vẫn có không ít nam diễn viên dù đã bước qua tuổi 35 nhưng sự nghiệp họ lại càng ngày càng tỏa sáng. Tiêu biểu chính là những nam diễn viên cùng sinh năm 1988 của Cbiz như Chu Nhất Long, Trương Nhược Quân, La Vân Hy, Lâm Canh Tần. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim nhìn lại con đường sự nghiệp của 4 nam thần sinh năm 1988 đang khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ những năm qua nhé. Chu Nhất Long. Chu Nhất Long sinh ngày 16 tháng 4 năm 1988, anh được học piano từ khi còn nhỏ. Năm 2006, Chu Nhất Long trúng tuyển vào khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và tốt nghiệp vào năm 2010. Năm 2009, anh đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Tái sinh Duyên trong vai Nguyễn Ứng. Sau đó, Chu Nhất Long tham gia vào hàng loạt tác phẩm điện ảnh như Tân Nương Bị Đánh Cắp, Ngôi Nhà Màu Đỏ và Huyết Ngọc Chú, Đại Minh Tần Phi, Yên Chi Kiếp, Dạ Lang, Sứ Mệnh Tuyệt Mật, Bạch Hồ Tiên, Thân Sĩ Đại Đạo, Quỷ Môn Quan. Song song đó, từ năm 2011, anh cũng ra mắt màn ảnh nhỏ với bộ phim Khổng Tử trong vai một sứ giả của nước Vệ. Năm 2012, Chu Nhất Long tham gia vào bộ phim Thiên Võng Hành Động, sau đó anh vào vai hoàng đế nhỏ Chu Hậu Chiếu trong phim truyền hình cổ trang Vương Dương Minh. Cùng năm, anh đóng vai chính trong các bộ phim điện ảnh gồm có Du Khuy Giả, Sát Cơ Tứ Phục, Chiến Địa Tình Thiên và Cổ Nhạc Thanh Xuân. Năm 2014, Chu Nhất Long đóng vai Chỉ Thụy trong bộ phim truyền hình Dân Quốc Tình Định Tam Sinh. Đây là bộ phim đầu tiên đánh dấu thành công của Chu Nhất Long trên con đường theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tháng 11 năm 2015, anh tham gia diễn xuất trong bộ phim Mị Nguyệt Truyện với vai diễn Tần Vương Doanh Tắc. Mặc dù tham gia đóng phim rất chăm chỉ, nhưng mãi đến năm 2018, may mắn mới chỉ thực sự mỉm cười với Chu Nhất Long khi anh tham gia diễn xuất trong Trấn Hồn, hợp tác cùng Bạch Vũ. Vốn dĩ trước đó, nguyên tác gốc của Trấn Hồn rất nổi tiếng nên đã thu hút vô số sự chú ý ngay khi phát sóng. Với diễn xuất tốt và chắc tay của cả hai nam chính, phim đã đạt được nhiều thành tích tốt. Mức độ nổi tiếng của Chu Nhất Long từ đó cũng nâng lên một tầm cao mới. Cuối năm 2018 đầu năm 2019, Chu Nhất Long lại một lần nữa tỏa sáng khi tham gia phim Minh Lan Truyện với vai diễn thiếu gia Tề Hoành. Vai diễn Tề Hoành trong Minh Lan Truyện giúp anh được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan. Năm 2020, cả hai bộ phim Đạo Mộ Bút Ký, Trùng Khởi 2 và Tôi Thân Yêu của Chu Nhất Long đồng loạt được lên sóng, giúp cho tên tuổi của Chu Nhất Long được biết đến nhiều hơn, khả năng diễn xuất của anh cũng được công chúng công nhận nhiều hơn. Sau khi có những thành công nhất định ở mảng truyền hình, Chu Nhất Long trở lại đặt trọng tâm phát triển ở mảng điện ảnh và gặt hái nhiều thành công ngoài mong đợi, khi không chỉ thu về doanh thu khủng mà còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2022, Chu Nhất Long đảm nhận vai nam chính trong hai phim điện ảnh, đầu tiên là vai Diệp Tử Dương, một giáo viên piano dịu dàng tinh tế, trong phim Xuyên Qua Mùa Đông Buốt Giá Ôm Lấy Em, tiếp đến là vai diễn Mạc Tam Muội trong phim Nhân Sinh Đại Sự. Đặc biệt, với vai diễn Mạc Tam Muội, Chu Nhất Long đã thành công giành được ngôi vị ảnh đế kim kê lần thứ 35. Năm 2023, Chu Nhất Long lại trở thành ảnh đế kim liên hoa tại Liên hoan phim quốc tế Macau nhờ vai nam chính trong dự án điện ảnh Cô Gái Mất Tích đóng cùng Mini. Bộ phim này cũng thu về doanh thu phòng vé hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ, góp phần giúp Chu Nhất Long củng cố địa vị vững chắc trong giới phim ảnh xứ Trung. Trương Nhược Quân. Trương Nhược Quân sinh ngày 24 tháng 8 năm 1988, từ khi sinh ra anh đã được gọi là con nhà người ta nhờ ra thế khủng. Bố anh là biên kịch, đạo diễn kiêm nhà đầu tư nổi tiếng Trương Kiện, mẹ anh là một nhà nghệ thuật, còn ông bà đều là thành phần trí thức. Tuy nhiên, gia đình tưởng như hoàn hảo này lại không hề hoàn hảo. Trương Nhược Quân trở thành đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi từ năm 2 tuổi khi bố mẹ anh ly hôn và để mặc anh cho ông bà nuôi dưỡng. Mặc dù vậy, anh vẫn mạnh mẽ kiên cường trong cuộc sống và tự nuôi dưỡng cho mình niềm đam mê diễn xuất ngay từ rất sớm. Trương Nhược Quân từng theo học trường Bắc ảnh và tốt nghiệp vào năm 2007. Năm 2004, Trương Nhược Quân lần đầu được tham gia diễn xuất với vai diễn thời trẻ của nhân vật chính trong bộ phim Lời Hứa Của Biển. Năm 2010, tên tuổi của Trương Nhược Quân bắt đầu nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khi góp mặt vào bộ phim Điệp Chiến Dân Quốc có tên Báo Tuyết. Nối tiếp thành công đó, từ năm 2011 đến năm 2017, Trương Nhược Quân liên tiếp tham gia vào nhiều bộ phim thành công như Hắc Hồ năm 2011, Tân Báo Tuyết năm 2014, phim Pháp Sư Vô Tâm năm 2015, phim 15 năm chờ đợi Chim Di Chú, Cửu Châu Thiên Không Thành, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ, phim Ma Tước và phim Pháp Y Tần Minh cùng phát sóng năm 2016. Năm 2017, Trương Nhược Quân đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim cổ trang Hoắc Khứ Bệnh. Sau đó, anh tiếp tục tham gia vào bộ phim như Các Cô Nàng Thân Mến, phim Thuyết Tiến Hóa Tình Yêu, phim Ma Tước 2, Kinh Chập.
Năm 2019, Trương Nhược Quân được chọn mặt gửi vàng cho vai nam chính trong bộ phim Bom Tấn Khánh Dư Niên, được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị. Bộ phim này không chỉ đem về cho nam diễn viên sự nổi tiếng cùng với lượng người hâm mộ đông đảo, mà còn giúp anh đạt được nhiều giải thưởng truyền hình trong năm 2019. Đến năm 2021, anh tái hợp với biên kịch Vương Quyện của Khánh Dư Niên trong bộ phim truyền hình Võ Hiệp Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Năm 2022, Trương Nhược Quân xuất hiện trong bộ phim Cảnh Sát Vinh Dự đóng cùng với Bạch Lộc. Năm 2023, Trương Nhược Quân có hai dự án phim được lên sóng là Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi và phim hiện đại đề tài Học Đường Minh Long Thiếu Niên. Đầu năm 2024, ngoài vai diễn khách mời trong phim cổ trang Phá Án Đại Đường Địch Công Án, công chúng còn cực kỳ hào hứng với bộ phim Khánh Dư Niên phần 2 cùng vai diễn Phạm Nhàn của Trương Nhược Quân. Nhìn tổng thể sự nghiệp diễn xuất của Trương Nhược Quân, công chúng có thể dễ dàng nhận thấy, nam diễn viên có mắt chọn kịch bản cực kỳ tốt, khả năng diễn xuất và đài từ của anh luôn được khán giả đánh giá cao. Hầu hết những bộ phim mà Trương Nhược Quân tham gia đều được khán giả yêu thích và đạt những thành tích từ khả quan đến vô cùng bùng nổ khi phát sóng. La Vân Hy. La Vân Hy sinh ngày 28 tháng 7 năm 1988, sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật nên La Vân Hy đã sớm được tạo điều kiện làm quen với việc nhảy múa, ca hát từ khi còn nhỏ. Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất, anh lần đầu ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ thần tượng. Sau đó, La Vân Hy đã có cơ hội bén duyên với màn ảnh qua vai diễn trong phim Gặp Anh Ở Thời Gian Đẹp Nhất năm 2012. Đến năm 2015, cái tên La Vân Hy bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Khi đảm nhận vai diễn thời niên thiếu của nam chính Hà Dĩ Thâm do Trung Hán Lương đóng chính trong bộ phim Bên Nhau Trọn Đời. Đến năm 2018, tên tuổi của La Vân Hy đã vụt sáng trên màn ảnh Hoa Ngữ sau khi đảm nhận vai diễn Nhuận Ngọc trong dự án phim Huyền Huyễn Hương Mật Tựa Khói Xương do Đặng Luân và Dương Tử đóng chính. Sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng khí chất mong manh, La Vân Hy đích thị là dạ thần Nhuận Ngọc ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước bước ra từ tiểu thuyết. Dù sau này nhân vật này hắc hóa, La Vân Hy vẫn khiến Nhuận Ngọc nhận được sự cảm thông và yêu mến từ khán giả. Sau vai diễn Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Xương, La Vân Hy tiếp tục gây bão với chuỗi hoạt động sôi nổi và đạt nhiều thành tích ở cả dòng phim cổ trang lẫn hiện đại, với hai bộ phim Nguyệt Thượng Trọng Hỏa và phim Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương. Năm 2023, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hy đóng chính được phát sóng và nhanh chóng nhận về nhiều sự thu hút từ cư dân mạng. La Vân Hy khiến người xem kinh ngạc khi cùng lúc đảm nhận ba nhân vật trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Kỹ năng diễn xuất của La Vân Hy khi hóa thân thành ma thần Đàm Đài Tẫn cũng trở thành chủ đề bàn luận khắp mạng xã hội. Theo tổng kết của các nền tảng truyền thông, Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim góp mặt ở top đầu trong hầu hết các bảng xếp hạng phim hot của Trung Quốc năm 2023. Bộ phim Người Tình Hệ Chữa Lành ra mắt sau đó, tuy có độ thảo luận không cao, nhưng danh tiếng và giá trị thương mại của La Vân Hy không hề suy giảm. Hai bộ phim tiếp theo của La Vân Hy trong thời gian sắp tới vẫn tiếp tục là phim cổ trang với Nhan Tâm Ký đóng cùng Tống Dật, dự kiến phát sóng trong tháng 5 năm 2024. Và bộ phim Đại Nam Chủ Thủy Long Ngâm sẽ được lên sóng trong thời gian tới, đều nhận được sự kỳ vọng của khán giả cả về kịch bản lẫn dàn diễn viên chất lượng. Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân sinh ngày 13 tháng 2 năm 1988, anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải chuyên ngành biểu diễn vào năm 2007. Trong thời gian học, anh từng xuất hiện trong một số phim ngắn, quảng cáo và chương trình truyền hình, nhưng chỉ đảm nhận những vai diễn rất nhỏ. Lâm Canh Tân sở hữu gương mặt điển trai, nam tính nên đã nhanh chóng chiếm được đông đảo cảm tình của khán giả. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Canh Tân nhanh chóng nhận được vai diễn thập tứ AK trong bộ phim truyền hình kinh điển Bộ Bộ Kinh Tâm năm 2011. Nhờ vai diễn này, anh từ một diễn viên mới chân ướt chân ráo vào nghề, đã trở thành viên ngọc sáng của giới giải trí lúc bấy giờ. Tiếp nối thành công ấy, năm 2012, Lâm Canh Tân đảm nhận vai chính của bộ phim cổ trang Tiên Hiệp Hiên Viên Kiếm. Cũng trong năm này, anh còn xuất hiện trong bộ phim Chị Gái Tiến Lên, hợp tác cùng đàn chị Lâm Tâm Như. Năm 2014, anh tham gia đóng vai nam chính Lâm Nhất trong dự án phim điện ảnh Học Đường Bạn Cùng Bàn, đóng cùng với Châu Đông Vũ. Cũng trong năm này, anh nhận dự án Bom Tấn Điện Ảnh Bí Tử Anh Hùng 2, Bình Minh Trở Lại. Trong phim, anh hóa thân thành Trần Chân kề vai sát cánh cùng với bạn diễn Triệu Hữu Đình. Sau đó, bộ phim điện ảnh Chí Thủ Uy Hổ Sơn Thiếu Kiếm 3 do Lâm Canh Tân thủ vai chính cũng được trình chiếu rộng rãi. Có thể nói, năm 2014 là năm thành công nhất của Lâm Canh Tân ở lĩnh vực điện ảnh. Đến năm 2016, Lâm Canh Tân có cơ hội hợp tác với người đẹp xứ Kim Chi là Juna trong bộ phim truyền hình Võ Thần Triệu Tử Long. Năm 2017, bộ phim Sở Kiều Chuyện của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh được lên sóng và gặt hái nhiều thành công vang dội. Vai diễn Vũ Văn Nguyệt đã nhanh chóng đưa tên tuổi của Lâm Canh Tân phủ sóng ở khắp các nền tảng mạng xã hội. Trong năm này,
Anh còn nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh Tây Du Ký Mối Tình Ngoại Truyện 2 do Châu Tinh Trì sản xuất và làm đạo diễn. Trong phim, Lâm Canh Tân đảm nhận vai diễn Tôn Ngộ Không sau khi công chiếu bộ phim đã liên tục phá đảo phòng vé. Năm 2018, anh tiếp tục tham gia vào dự án điện ảnh nổi tiếng lúc bấy giờ là Địch Nhân Kiệt, Tứ Đại Thiên Vương. Sau đó, Lâm Canh Tân tham gia vào nhiều phim điện ảnh và truyền hình khác, nhưng danh tiếng và khả năng diễn xuất lại có phần tụt dốc khá nhiều so với giai đoạn trước. Mãi đến đầu năm 2024, khi tái hợp người bạn Triệu Lệ Dĩnh trong Giữ Phượng Hành, sự nghiệp diễn xuất của Lâm Canh Tân mới một lần nữa được hồi sinh. Có thể nói, Giữ Phượng Hành là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Lâm Canh Tân. Nó đã chứng minh khả năng diễn xuất và sức hút của anh, đồng thời mở ra cho anh nhiều cơ hội mới trong tương lai. Sắp tới đây, Lâm Canh Tân sẽ có màn hợp tác với Lưu Diệc Phi trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng phát sóng vào tháng 6 năm 2024. Bạn ấn tượng nhất với sự nghiệp diễn xuất của nam thần sinh năm 1988 nào mà chúng mình đã nhắc tên trong video này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!